Đầu tháng 7 năm 2019, một phụ nữ sinh sống ở quận Long Biên, Hà Nội tố giác với phóng viên Tuổi Trẻ bị hàng xóm ép làm nô lệ tình dục từ cuối năm 2016 đến đầu năm 2019. Người phụ nữ trong đơn tố cáo 38 tuổi ở phường Sài Đồng, quận Long Biên. Người bị tố cáo là người đàn ông 44 tuổi cùng ở địa chỉ trên. Thực sự là nó cả quá trình dài, tôi bị chà đạp về thể xác, bị khủng bố về tinh thần. Và chị có chịu hoàn toàn trong cái trạng thái sức khỏe hoàn toàn tỉnh táo ạ. Và chị có chịu hoàn toàn chịu hoàn toàn trách nhiệm trước lời nói của mình, trước báo và trước pháp luật. Và tôi kết hôn năm 2001. Sau một thời gian chung sống thì vợ chồng có những cái khúc mắc và chúng tôi không thể tiếp tục cuộc hôn nhân của mình, nên là tôi đã ly hôn năm 2009. Thì hiện tại tôi đang sống cùng với mẹ tôi vì ung thư giai đoạn cuối và một con gái của tôi. Thì đến năm 2015, tháng 6 năm 2015, thì tình cờ trong một lần đi ăn sáng thì tôi có gặp bạn anh ta đang ngồi ăn sáng ở đó và tôi ngồi ăn cùng. Thì đúng lúc đó là anh đi qua và bạn anh có gọi vào và chúng tôi ngồi nói chuyện. Và sau lần đó thì những người bạn của anh lại có tổ chức đi ăn và đi hát karaoke, thì có rủ cả tôi cùng anh. Và trong cái thời gian đó thì chúng tôi đi cùng với nhau thì tôi cũng không quan tâm và cũng không để tâm tìm hiểu về thân nhân của anh ta. Và cái thời gian đầu thì anh ta đối xử với tôi rất là tốt, rất là quan tâm và chu đáo. Thì tôi cũng là người phụ nữ ly hôn cũng rất là lâu ngày. Khi mà có một người quan tâm đến mình như vậy thì tôi cũng rất là cảm kích. Thì chúng tôi có quan hệ với nhau bắt đầu từ tháng 10 năm 2015. Thì cũng có một vài lần tôi vô tình nhìn thấy vợ anh, nhưng tôi không biết đấy là vợ của anh ta. Đến ngày 7 tháng 12 năm 2016, tôi hôm đó là đi ăn uống với bạn bè của anh ta về. Và anh ta hôm đấy là trong cái trạng thái rất là vui vẻ. Thì sau đó anh ta đưa tôi vào cái nhà nghỉ ấn tượng ở khu Cổ Linh, Long Biên. Thì sau khi quan hệ xong thì tôi có nói với anh ta là đây sẽ là lần cuối em với anh đi cùng với nhau, chúng ta chấm dứt mối quan hệ này. Thì anh ta không đồng ý. Và lúc đó là trên mặt bàn của nhà nghỉ có một cái gạt tàn hủy tinh rất là to. Anh ta lấy cái gạt tàn hủy tinh đó đập liên tục lên đầu tôi rất nhiều lần, khiến tôi rất là sợ hãi. Thì tôi cũng vẻ van xin anh ta, nhưng mà anh ta vẫn không dừng lại. Sau đó anh ta lấy điện thoại của anh ta ra và cắm một cái thẻ nhớ ở bên ngoài vào. Tôi không biết là anh ta quay trộm tới lúc nào cảnh quan hệ giữa tôi và anh ta. Anh ta nói là mày không đi với tao, tao sẽ in clip này ra thành rất nhiều cái USB, sẽ ném cả ở công ty mày, ở trường con mày học và cả ở khu nhà mày. Tôi là lao động chính duy nhất, mẹ già một con nhỏ, nên là tôi rất là sợ hãi. Và kể từ cái thời điểm đấy là tôi phải đi quan hệ với anh ta, là anh ta còn cắt cái ảnh ở trong cái clip đó gửi cho con gái tôi, nhắn cho cháu. Rất là sốc và cháu bị ảnh hưởng tâm lý một thời gian rất là dài. Tôi không biết là anh ta quay trộm lúc nào. Khổ quá, khổ quá, khổ quá ấy cả. Khổ quá thôi. Ba mẹ con, ba cháu nói đến hắn ấy là sợ rúm, khóc méo. Anh ạ, à? Ôi, nó bao nhiêu lần đánh đập con bé, tâm tim hạt mày, làm cái nghề lễ tân một xương veo. Mạch rất trẹo. Thế là phải nghỉ. Rồi có những hôm nó còn bảo, nó bảo là tự nhiên thấy nó về, nó bảo nó lễ sống tôi. Nó bảo là mẹ ơi, không biết nó quẳng con ở khúc sông nào, tôi có thất hiếu với mẹ. Thì mẹ biết đâu mà bước mà tìm con, khổ thế anh ạ. Với ba mẹ con, bà cháu chỉ biết khóc thôi, chả biết làm gì. Mỗi khi ở nhà thì nghe kiểu thế tiếng động nhỏ ấy thì thôi là cháu cũng giật mình tỉnh dậy và sợ là kiểu ba ấy tìm đến nhà mình hay như nào.
ba ấy gần như là kiểu là cái nỗi ám ảnh đối với cháu. Nhiều lúc mà mẹ cháu khoảng thời gian mẹ cháu trầm cảm thì cháu rất là thương mẹ, và nhiều khi là ôm mẹ cháu và cháu bảo với mẹ là cháu chưa bao giờ nghĩ là gia đình mình sẽ gặp phải cái cảnh như thế này. Ở góc độ khách quan thì bọn em coi bọn đặt đề nghị bọn em vào vị trí của anh, nó chỉ là con bồ, chỉ là con hàng. Sau khi nhận được đơn tố cáo của nạn nhân, nhóm phóng viên đã chủ động liên lạc với người đàn ông nói trên, nhưng người này đã phủ nhận hoàn toàn những cáo buộc của nạn nhân. Quá trình xác minh cho thấy, người này đã có những lời nói khủng bố điện thoại, tin nhắn có nội dung đe dọa người phụ nữ. Một số đoạn ghi âm, clip cũng cho thấy ông này cùng một người khác đến nhà đập cửa, hô tên người phụ nữ cùng người thân. Hà Ngọc ơi! Hà Ngọc ơi! Thu xếp được tiền trả chưa? Dạ ơi! My ơi! Ơi My! Cuối tháng 5 năm 2019, ông này còn đe dọa giết, cắt tiết nạn nhân. Mày có lấy bệnh gì ra không tao? Bố mày đi khám, bố mày bệnh gì thì bố mày rạch mặt mày ra. Bố mày cắt tiết mày đấy, mày đến 25 phút không thấy mặt mày đâu. Ngày gần đây nhất, người đàn ông lại tiếp tục gọi điện thoại đe dọa nạn nhân. Cái clip đấy, anh ấy, để xem con người em nó dở mặt mày anh như nào. Còn nếu em không dở mặt cả anh ấy, thì cái giờ clip đấy nó chỉ lấy vào thùng rác, lấy xuống cái mương thối thôi. Nếu mà anh thích anh làm cái đấy nhá, này, bọn anh không bao giờ bọn anh làm từ ở đây, bọn anh tung sang nước ngoài, từ cái đầu tổng nước ngoài nó mới tung về lên cái mạng Việt Nam, nó tung vào những cái trang đồ trị của Việt Nam. Theo tìm hiểu, mới đây người đàn ông nói trên bị khởi tố vì liên quan đến hành vi đánh bạc trên địa bàn quận Long Biên và hiện đang được cho tại ngoại. Ngày 23 tháng 7, trao đổi với phóng viên, đại diện công an quận Long Biên cho biết, ngày 10 tháng 6, công an quận Long Biên nhận được đơn của một người phụ nữ ở phường Sài Đồng tố cáo người đàn ông cùng phường có hành vi đe dọa, đánh đập, cưỡng bức quan hệ tình dục. Cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Long Biên đã quyết định giải quyết tin tố giác tội phạm, tích cực vào cuộc xác minh làm rõ. Đến nay vẫn đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý.